À, thực ra là cái thực phẩm á mà tăng trạng thái tinh thần á cũng có đó, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái lối sống lành mạnh, có nghĩa là cái cách ăn uống điều độ. Một mình xây dựng cái chế độ ăn uống điều độ như vậy thì cơ thể của mình khỏe mạnh, thì khi cơ thể mình khỏe mạnh thì nó sẽ vượt qua, có nghĩa là mình chế ngự được stress tốt hơn là khi mà mình ăn uống thất thường. Như vậy thì không phải là đến lúc căng thẳng thì mình mới chọn được thực phẩm tốt cho sức khỏe, và chúng ta sẽ có một cái chế độ ăn lành mạnh và điều độ thường xuyên. Và bên cạnh đó thì mình sẽ lưu ý những cái thực phẩm mà nó tốt cho sức khỏe để nó tăng, coi như là nó tăng cái serotonin, làm cho mình nó cảm giác dễ chịu, ngủ ngon hơn và mình cảm giác là thư thái, cảm thấy là tinh thần sảng khoái hơn. Thì những cái thực phẩm mà giàu vitamin nhóm B là cũng rất là tốt. Vì ví dụ như là khi mà mình buổi chiều tối mình ăn thực phẩm mà mình có bột đường và chất đạm vừa phải thôi, không có ăn nhiều đạm quá, và có trái cây cũng như là có sữa thì nó sẽ giúp cho mình ngủ ngon hơn. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ ăn đa dạng, vẫn ăn đa dạng, nhưng mà mình sẽ chọn cái thực phẩm mà nó có những cái vitamin C, vitamin nhóm B, bởi vì là những cái vitamin C đó là tăng cái sức đề kháng cho cơ thể của mình, làm cho cơ thể mình cảm thấy khỏe hơn, cũng như là những cái thực phẩm giàu omega 3 nó cũng giúp là tăng cường cái hoạt động của não bộ được tốt hơn. Những cái chất béo mà không no nhiều đó đôi đó nó sẽ giúp cho cái não bộ hoạt động được tốt, cho nên là mình sẽ sử dụng những cái loại thực phẩm đó như là cá, như cá biển sâu, ví dụ như cá hồi, cá trích, cá ngừ, là những cái loại như vậy. Hoặc là mình nếu mà không có điều kiện mình sử dụng cá thường xuyên thì mình có thể sử dụng omega 3 bổ sung vào, và ăn uống điều độ, không để cho quá đói, như là không ăn uống quá no, cũng là một cách để cho cơ thể của mình có thể là vượt qua được stress được tốt hơn. Bởi vì có nhiều người bị stress thì lại là nhịn ăn, và có nhiều người bị stress thì lại ăn quá mức, thì cái điều đó đều không tốt cả. Và chúng ta cũng nên là tránh những cái loại mà nó gây cho mình kích thích, ví dụ như là trà, cà phê nó gây kích thích, nhưng mình có nghĩa là một mức độ vừa phải thì được, nhưng mà lạm dụng quá mức thì nó sẽ gây kích thích, hay là những cái loại thức uống có cồn. Có nhiều người bị stress lại dùng cái thức uống có cồn giống như là giải sầu vậy đó, nhưng mà giải sầu đâu thấy mà còn bị stress hơn. Cho nên là chúng ta sẽ lưu ý tránh những cái loại mà thức ăn thức uống gây kích thích như vậy.